Thưa quý vị và các bạn thân mến, đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng có liên quan đến kế hoạch xâm chiếm của Trung Quốc với tên gọi Vành đai Con Đường. Nhân quyền Bắc Kinh đang ngày càng trắng trợn thể hiện tham vọng bành trướng lãnh thổ, trong đó có hành vi xâm chiếm biển đảo của Việt Nam. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, từ tướng đến lính từ bên đảng lẫn chính phủ, vẫn không dám nêu đích danh cái tên Trung Quốc là kẻ xâm lược. Báo Thanh Niên hôm 17 tháng 11 2019 cho biết Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đã tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN thu hẹp ADMM hẹp và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM cộng lần thứ 6 diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11 năm 2019. Theo ghi nhận của cơ quan truyền thông, ngoài việc nêu lên những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống mà khối ASEAN đang phải đối mặt, tướng Ngô Xuân Lịch cũng nhắc đến những căng thẳng trên khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, điểm đáng thất vọng là tướng Ngô Xuân Lịch đã không gọi tên Trung Quốc là kẻ gây hấn và xâm chiếm. Những phát ngôn của tướng Ngô Xuân Lịch tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN đã làm bao nhiêu người thất vọng, bởi vì đó chỉ là một bài diễn văn chung chung nói những điều mà ai ai cũng đã biết. Vài tháng qua, Trung Quốc tăng cường xâm lược biển đảo của Việt Nam, đem tàu đến thăm dò địa chất trong vùng đặc quyền kinh tế, không cho Việt Nam khai thác dầu khí, đe dọa tự do hàng hải, mưu toan biến Biển Đông thành ao nhà. Đáng ra với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng, Ngô Xuân Lịch phải lên án hành động ngang ngược này, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, vậy mà ông ta lại nhẹ giọng không dám chỉ mặt gọi tên Trung Quốc. Trước đó, hồi tháng 10 năm 2019, ông Ngô Xuân Lịch cũng không dám phản ứng lại tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa khi ông này tuyên bố các đảo ở Biển Đông là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc tại diễn đàn Hương Sơn tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Truyền thống hèn với giặc, ác với dân không chỉ riêng ông Ngô Xuân Lịch trong Bộ Quốc phòng, mà có viên Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng, phát biểu tại phiên họp Quốc hội sáng 30 tháng 10 năm 2019 chỉ gọi nước ngoài chứ không nêu đích danh Trung Quốc khi đề cập đến tình hình biển đảo bị xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Cái máu sợ tàu còn lây lan sang Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng và cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tuyệt nhiên không ai dám nhắc đến cái tên Trung Quốc. Có thể thấy lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nhắc đến kẻ xâm lược còn không dám thì làm sao dám đánh, dám kiện Trung Quốc. Trong khi đó, cũng tại Hội nghị Quốc phòng các nước ASEAN, trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã chỉ trích mạnh mẽ các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, nhất là việc Trung Quốc tăng cường yêu sách đường lưỡi bò. Việt Nam chưa cần thiết làm tuyến đường Lào Cai, Yên Bái xuống tới Hải Phòng, đó là đường sắt cao tốc. Nhu cầu vận chuyển của mấy tỉnh từ Lào Cai, Yên Bái cho đến Hải Phòng có thực sự cần đến đoạn đường sắt này hay không? Họ sẽ vận chuyển gì trên con đường này, hay chúng đem số tiền đó đầu tư vào nơi khác cần thiết hơn? Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính nói, Bộ Giao thông Vận tải muốn làm tuyến đường sắt 100.000 tỷ. Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm trưởng đoàn mới đây đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương về phương án quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Theo quy định, tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng khổ chuẩn có tổng chiều dài 392 km, diện tích sử dụng trên 1.650 ha, vốn đầu tư là 100.000 tỷ đồng. Tuyến đường sẽ đi qua 8 tỉnh gồm có các 8 tỉnh và thành phố gồm có Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Trên tuyến có 73 cầu lớn với tổng chiều dài 130 km, trong đó phải xây mới 96 cầu, 25 hầm dài 25 km và 38 nhà ga. Trong đó xây mới 29 nhà ga, tốc độ thiết kế tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn là 160 km/h.
Tại địa phận Hưng Yên, tuyến đường sắt sẽ có lộ trình qua huyện Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào. Chiều dài của tuyến là 19,4 km, điểm đầu là km 280 thuộc xã Lạc Đạo và điểm cuối là 299 cộng 400 thuộc xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Dự kiến sẽ có hai nhà ga trên lộ trình qua tỉnh Hưng Yên. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhất trí với phương án của Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, Chủ tịch tỉnh đề nghị cần nghiên cứu điều chỉnh một số vị trí tuyến để bảo đảm phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Tại Hải Phòng, tuyến đường sắt đi qua thành phố có điểm đầu tại xã Quang Trung, huyện An Lão, điểm cuối tại cảng Lạch Huyện ở huyện Cát Hải với chiều dài tuyến 50,3 km, có 3 ga trung gian và 1 ga nhường tránh. Cơ bản thống nhất với hướng tuyến đề xuất, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình cho rằng tuyến đường sắt này không chỉ đơn thuần vận chuyển hàng hóa mà còn phục vụ vận chuyển cả hành khách, nên việc lựa chọn hướng tuyến phải đáp ứng các yêu cầu trên, bảo đảm kết nối một cách thuận tiện, hợp lý, đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông hiện có. Còn tại tỉnh Hải Dương, theo quy hoạch, đoạn qua tỉnh có chiều dài gần 39 km qua các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Hà. Theo thiết kế có 3 ga, gồm 2 ga trung gian ở huyện Bình Giang và phố Hải Dương và thành phố Hải Dương, và 1 ga nhường tránh ở huyện Thanh Hà. Còn ở tỉnh Yên Bái, tuyến đường sắt qua tỉnh sẽ có lộ trình qua các huyện Văn Yên, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Chiều dài tuyến khoảng 76 km, dự kiến sẽ có 6 nhà ga với diện tích đất sử dụng khoảng 30 hectare, trong đó có 2 ga trung gian và 4 ga nhường tránh. Chuyên gia nói tuyến đường sắt này chưa hề cần thiết cho Việt Nam. Trao đổi với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính cho rằng việc xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông vận tải rất quan trọng. Tuy nhiên, về lâu về dài có thể vẫn cần xây dựng tuyến đường này, nhưng thời điểm hiện tại thì chưa cần thiết. Theo ông Thịnh, nêu nhiều băn khoăn về tính hiệu quả cũng như việc bố trí vốn cho dự án. Rất nhiều người nói Bộ Giao thông Vận tải là bộ tiêu tiền mà không quan tâm tiền đó lấy từ đâu ra, kể cả có đi vay được thì chúng ta cũng không thể cứ đi vay mãi. Trong khi 100.000 tỷ là một khoản đầu tư rất lớn đối với nền kinh tế, nhà nước cần phải cân nhắc đắn đo như một nhà đầu tư thực thụ, phải tính đến hiệu quả. Về nhu cầu vận chuyển của mấy tỉnh Lào Cai, Yên Bái cho đến Hải Phòng, họ thực sự có nhu cầu với đường sắt này hay không? Họ vận chuyển gì trên con đường này? Hay chúng ta đem số tiền đó đầu tư vào nơi khác cần thiết hơn? Rõ ràng trước mắt chúng ta chưa cần thiết phải làm con đường này. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa không lớn để phải đầu tư, ông Thịnh nêu ra ý kiến của mình. Chuyên gia này cũng cho rằng hiện nay Việt Nam đang rất thiếu vốn, hàng năm phải đi vay rất nhiều. Với số tiền 100.000 tỷ đồng này thì nguồn vốn lấy đâu ra? Nếu đi vay tiếp thì đẩy nợ vay nước ngoài lên đến mức nào, trong khi chúng ta cũng đang cần vốn để đầu tư rất nhiều các ngành nghề khác như một số ngành công nghệ cao, chế tạo, chế biến, tạo đà tăng trưởng và xuất khẩu. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cũng cho rằng về góc độ kinh tế, tại sao không sử dụng 100.000 tỷ đồng này đầu tư về giao thông cho miền Nam, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với đồng bằng sông Cửu Long. Nhất là hiện nay mạng lưới giao thông khu vực phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang bị thiếu hụt hết sức nặng nề về ngành giao thông. Liên quan đến vành đai con đường của Trung Cộng, theo ông Đinh Trọng Thịnh, trong việc phát triển chiến lược vành đai con đường của Trung Quốc, họ đã đề cập đến vấn đề này. Họ muốn có hai đường, thứ nhất là Lào Cai, Hải Phòng để kết nối với tỉnh Quảng Tây, Vân Nam của họ. Thứ hai là con đường từ Quảng Ninh đi xuống phía Nam. Nếu chúng ta cứ vay vốn Trung Quốc để làm các dự án này thì chúng ta có thể trở thành con nợ, rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc và sau đó sẽ phải nhượng địa và nhượng biển đảo cho Trung Quốc để trả nợ. Chúng ta đã tránh vấn đề này, bây giờ lại đề xuất ra thì tôi thấy về mặt chiến lược là có vấn đề. Tôi cho rằng cần thiết hết sức cân nhắc với dự án này vì chính chúng ta, vì chính nền kinh tế, ông Thịnh nói.
Còn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cũng bày tỏ nghi ngờ rằng kết nối tuyến đường sắt này có vẻ đang theo ý tưởng của Trung Cộng, đề xuất để tạo nên tuyến kết nối từ phía Vân Nam Trung Quốc sang cảng của Hải Phòng. Cũng theo chuyên gia kinh tế này, trên thực tế giao lưu về vận tải hàng hóa giữa bản thân tỉnh Lào Cai và các tỉnh xuyên suốt trên tuyến đường sắt này cũng không có nhiều đến mức cần phải một tuyến đường sắt tốn kém như vậy. Chưa nói về chi phí, rõ ràng việc hưởng lợi từ dự án này thì Việt Nam thấp hơn nhiều so với Trung Quốc được hưởng lợi. Vậy Việt Nam có cần bỏ tiền ra để đầu tư cho Trung Quốc hưởng lợi theo kiểu này hay không? Bà Phạm Chi Lan đặt câu hỏi. Trước đó vào tháng 4 vừa qua, Phó Tỉnh trưởng Thường trực tỉnh Vân Nam của Trung Quốc Tống Quốc Anh trong chuyến thăm Việt Nam đã kiến nghị với chính phủ Việt Nam các giải pháp để hai bên cùng thúc đẩy quan hệ, trong đó có việc cải tạo tuyến đường sắt trung chuyển nối từ Lào Cai tới thành phố cảng Hải Phòng để thúc đẩy hơn nữa giao thương của Việt Nam và thị trường phía Tây Nam của Trung Quốc với các tỉnh của Việt Nam và giúp đưa hàng hóa của tàu công tràn qua Việt Nam và tiếp đó là trung chuyển sang các nước khác trên thế giới. Liên tục mấy ngày qua, hàng triệu người Việt Nam đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ về số phận của người Hồng Kông. Qua mạng xã hội, hàng triệu người Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ thiện cảm ủng hộ người Hồng Kông và lên án chính quyền Trung Quốc đàn áp dã man sinh viên Hồng Kông. Sống trong hoàn cảnh khó khăn thua kém người Hồng Kông nhiều lần, nhưng người Việt Nam lại lo lắng cho số phận của người Hồng Kông sẽ xấu đi khi chính quyền Trung Quốc thắt chặt dần sự cai trị lên Hồng Kông. Đó là bằng chứng đẹp cho thấy Việt Nam yêu mến người Trung Quốc, rằng giữa nhân dân các nước không bao giờ có thù hận. Điều mà người Việt Nam thù hận đó chính là nhà cầm quyền Trung Quốc đã dã tâm chiếm Việt Nam. Người Hồng Kông cũng thù hận và không chịu cùng đợi chờ chung với nhà cầm quyền của Trung Cộng. Tội lỗi không phải từ người dân mà là từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Điều thứ hai, điều giận dữ và đau xót khác của người Việt Nam là hiện nay có một nhóm người Việt Nam cam tâm chịu sự sai khiến của nhà cầm quyền Trung Cộng. Biết hợp tác với nhà cầm quyền Trung Cộng là mang tai họa cho Việt Nam mà họ vẫn liều lĩnh tiến hành. Họ đã mang về cho nhân dân Việt Nam bao nhiêu là dự án đại họa từ nhà cầm quyền Trung Cộng và họ chưa sáng mắt ra lại còn tiếp tục rước về Việt Nam những dự án đại họa khác. Thứ ba, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải mới đây vừa làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về phương án xây dựng đường sắt khổ 1m435 từ Lào Cai đi Hải Phòng dài 392 km, đoạn Hà Khẩu Lào Cai sẽ do Trung Quốc xây dựng. Điều thứ tư, nhân dân Lào Cai không có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa và du lịch qua cảng Hải Phòng. Tuyến đường sắt hiện hữu Lào Cai Hải Phòng càng ngày hiện nay đang không khai thác hết 1/10 công suất của nó, cho nên không cần thiết phải xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hải Phòng. Tại sao phải xây thêm đường sắt khổ 1m435mm dài gần 400 km, tốn 1.650 ha đất, mất 100.000 tỷ đồng với 39 nhà ga, 73 chiếc cầu dài 130 km và 25 tuyến đường hầm chui dài 25 km từ Lào Cai đến thành phố cảng Hải Phòng. Điều thứ năm, đồng bằng sông Cửu Long với 20 triệu dân mà không có 1 mét đường sắt, điều cần trước hết là xây tuyến đường sắt từ đồng bằng sông Cửu Long về thành phố Hồ Chí Minh. Cần thiết theo là đường sắt cao tốc Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, đây là cột sống giao thông của đất nước. Hãy dùng 392 km xây dựng từ Lào Cai đi Hải Phòng để nối thành phố Hồ Chí Minh với Nha Trang, ngàn lần hiệu quả hơn là tuyến đường sắt từ Lào Cai đi Hải Phòng. Thứ sáu, xây đường sắt Lào Cai Hải Phòng là xây đường sắt cho Trung Quốc hưởng lợi, vận chuyển hàng hóa, hàng triệu tấn hàng hóa và vũ khí từ các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Thanh Hải, Tây Tạng, Tân Cương, chiếm một nửa lãnh thổ của Trung Quốc, xuất khẩu đi thế giới. Lúc đó hàng chục tàu vận tải của Trung Quốc ngày đêm tấp nập ở cảng Hải Phòng, hàng trăm tàu chiến của Trung Quốc bao vây vòng ngoài, chiếm trọn vịnh Bắc Bộ và thâu suốt Biển Đông để bảo vệ. Đừng nghĩ là thổi phồng, nhìn xa mới thấy hết hậu họa. Xây đường sắt Lào Cai Hải Phòng là xây cho Trung Quốc, là kéo dài cánh tay thống trị của Trung Quốc lên thế giới,
đó là một cung đoạn trong chiến tuyến, một vành đai, một con đường của Trung Cộng. Thứ bảy, không vay tiền của Trung Quốc để xây đường sắt Lào Cai Hải Phòng cho Trung Quốc sử dụng. Trung Quốc viện trợ không hoàn lại thì cũng dứt khoát không xây tuyến đường sắt Lào Cai Hải Phòng. Đây là tuyến đường phục vụ cho Trung Cộng, làm cho Trung Cộng giàu hơn, giúp cho Trung Cộng bành trướng, bắt nạt nước bé, toàn tính thống trị cả thế giới. Trung Quốc có thể dùng cả chục đoàn tàu chứa bom nguyên tử, vũ khí hóa học, sinh học trở qua, dừng lại trên lãnh thổ Việt Nam mà Việt Nam không thể hay biết. Điều thứ 8, vấn đề xây dựng tuyến đường sắt khổ rộng 1m435mm Lào Cai Hải Phòng không chỉ là vấn đề nội bộ của Bộ Giao thông Vận tải, cũng không chỉ là vấn đề của chính phủ, đây là vấn đề của cả dân tộc Việt Nam. Các nhóm lợi ích đừng nghĩ rằng đang có quyền thì cứ lấn tới, đây không đơn thuần là tội sai phạm về kinh tế. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận, góp ý ở phía bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào nút hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.